Đây, mùng 3 Tết nha. Đây, khách quá trời khách đây. Nhà vẫn phải chăm sóc. À, các bé này đây. Các bé nhà đây, cho nó đòi ăn nè, nó đòi ăn nè. À, hai em búp nha, hai em búp của Minh Tuấn nha. Alaska này. À, Alaska đó. Đây là hai hai cô nội trợ đẹp gái. Đó, một cô nội trợ là hot girl. Đó, hot girl cao 1m9 nặng 39 kg. Đây là con sở này, con sở đều cán này. Con sở đều cán này. Đó, cái trong kìa. Quá rồi, quá đắt luôn. Im lặng, từ từ mới được ăn chứ. Từ từ em nào cũng có hết. Đây nha, cử ăn này nha, cháo nè, gà nha, men tiêu hóa này đầy đủ nha. Misa, lên đây. Đó, Misa đó. Đây là thằng Pika. Đó, Pika kìa, coi kìa. Còn đây là thằng Calix. Nó nằm đợi ăn á. Đây là Lucky. Đây là John. Và cuối cùng là đây. Đây là Ruby. Đó, ở dưới đó là Ben. Đây, Ben đây. Đó, đang đợi ăn á. Đó, Tết cũng phải phục vụ nha. Đầy đủ luôn nha. Đó, coi nè, nó nè. Đó, rồi ăn đó. Đây là cử hai nha. Đây, đây là hai cô gái đẹp. Tuổi đôi mươi. Đó. Đây là chị của sở, cho nên là có gặp mắt là hơi sẽ sẽ qua chút xíu. À, đây là em của sữa. Đó, em của sữa đây. Úi sữa cười kìa, úi sữa cười kìa. Sáng nay mới được người ta tặng đồ xong cái cười à. Này là Tết là ăn 2 triệu rồi nè, 2 triệu rưỡi rồi đó. Pika, Tết mày làm được gì đây? Ủa trời, Tết mày làm vậy đó hả? Nó coi phát biểu cảm nghĩ coi Tết ăn được nhiêu rồi. Tết này Smetta. À, Smetta cho Alaska này, Alaska đang ỉ chạy nè. Đó. Rồi, đây là nước biển khô này. Đó, để tránh mất nước. Trong mấy ngày này nóng hơi nóng. Alaska đâu? Mới một giờ luôn. Alaska đây, Smetta đây. Trong nhà là đầy đủ nha. À, cấp cứu được quay luôn nha. À, không thiếu gì hết nha. Thuốc đây. Đó, kệ thuốc của trại chó đó. Đây, cử ăn. Nhà dùng máy rửa này. Đó, máy rửa này. Hệ thống quạt nha. Đó. Đầy đủ. Lấy nắng, lấy sáng đầy đủ. Đó. Đây là Út này thấy không? Phục vụ trong cái sự vui vẻ này. Có cười kìa. Đó, đẹp gái không? Đẹp gái mà bị sức môi hay sao á, bụm miệng lại được kìa. Thôi Ben, từ từ chờ chút xíu Ben. Pika, ủa thằng này nó không ăn nha. Thằng Pika nó không ăn á mẹ. Pika không ăn em ơi. Chăm chó rít man luôn nữa em à. Đó, hai cái này của hai đứa nhỏ. Đó, bây giờ chị nuôi đi cho ăn nè. Đó, theo chân chị nuôi đi cho ăn nè.
Trời ơi, hot girl cao 1m9, nặng 39kg cho chó ăn nè. Đó, đây là hai vị nha. Đây là bếp vị nha, Malinois nè. Đây là Alaska nè, nó đang ăn nè. Hai đứa nè, đó, xong. Rồi, búp nó ăn xong. Dạ, búp ăn xong luôn rồi hả? Dạ, nó ăn hết thịt gà rồi em ơi. Búp nó ăn hết thịt gà rồi này. Cái con mập này nó ăn hết thịt gà rồi, nó không cho con đen ăn em. Nó ăn hết thịt gà rồi á, giờ chừa cơm lại này. Không có, con đó nó cũng ăn luôn. Đây đằng sữa này, nó ăn để nó lấy sức, nó nuôi cu với lại nó sủa không à. Đó. À, đây bun ly nha, bun ly phối nha, anh em nào cần phối bun ly ở thành phố Hồ Chí Minh thì cứ liên hệ mình nha. Bé này được 17 tháng rồi. Đây, bé này sinh sản một lớp rồi nè, sắp lên giống rồi nè. Này, Pika này, Pika được 8 tháng rồi nha. Đây, 8 tháng là 40kg. Đó, Pika này. Đó, đây, giòn này. Cho em lớp kia miếng hạt đi. Nó ăn hạt á. Rồi, coi cái thằng này ăn đúng lẹ luôn nè. Cho nó ăn nhiều nhiều em. Đó, bữa nay á, bé cái gì giòn á, buồn buồn này. Đó, không chịu ăn này, ăn thịt gà không à, không ăn cơm. Đây này, đây là Pika Ruby nè, Ruby nó ăn nè. Đó, bầu được 30 ngày rồi đó. Coi ăn nè. Đó, đây là Pitbull nè, Bull cái tơ nè. Ăn nè. Đây, đây là thằng Ben này, Ben mập. Nó ăn nè, coi nó ăn không. Chút xíu à, 1 phút 30 giây hết sạch. Thử cơm luôn. Rồi, đây là toàn cảnh của trại chó Lucky nha. Anh em yên tâm nghỉ Tết, bên mình vẫn phục vụ rất là đầy đủ nha. Đó, nhận giữ chó là phải luôn luôn đó. À, giữ rất là đàng hoàng cho khách. Đó, đây là sân chơi nha. Lát hồi ăn xong nghỉ ngơi 1 tiếng 2 tiếng bắt đầu ngày mình cho ra hai cử. À, cử sáng cử chiều, mỗi lần thì cho chơi khoảng 30 phút. Đó, cho nó nhảy. Rồi. À, chúc anh em năm mới vui vẻ nha, phát tài phát lộc nha.